Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kính kệ Phật pháp đồng sâu đắc nhiệm màu, trong ngày bất kiếp có tìm cầu, có năng nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tối Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 736 Phật Thuyết Tứ Tự Xâm Kinh, Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Hộ. Đức Phật dạy: sớm tối không học, già không dứt bỏ tâm dâm, được của cải không bố thí, không thừa nhận giáo pháp của Phật. 4 điều này do tâm tạo nên, trở lại làm hư hoại chính mình. Từ xưa giàu sang bao kẻ tự cao phóng đảng, như những vua chúa cho đến hàng phàm phu ngu dốt, chỉ biết ngày tháng qua mau, không nhận thức được mạng sống đã hết, nên cứ tham sân si, tự dâm loạn kiêu căng làm giàu. Còn hiện đang sống thì không thích kinh pháp, ghét nghe những cái việc tự hại, tâm ý cứ dâm rủi buông lung không kiềm chế. Bây giờ đời khác ập đến, tụi mình không thể suy nghĩ về những thứ nhơ bẩn hôi thối bất tịnh của chính lỗ thải ra. Đi đứng nằm ngồi, trăm mối việc đều do gốc khổ não, vì mà khinh thường pháp lớn, không hiểu rõ, cứ luôn thâm đắm thân này. Đến lúc già bệnh, dung mạo thay đổi, có ham muốn năm dục lạc cũng không được nữa. Khi nằm trên giường bệnh, tâm rối loạn không an, tự thần bỗng ập đến thì thân thể bại hoại, đâu còn được lâu. Chó sống luôn tiếp nối, nên đường ác cũng không dứt. Mạng sống của ta luôn đi với chết sống, khổ nào ưu sầu, từ đó mà quán xét. Thì người nào còn ham sắc, vui chơi, ca múa, sướng hát, thời gian kéo dài được lâu, bao lâu? Nếu trong từng hơi thở mà trí tuệ sáng suốt, thì có thể sửa đổi được ý chí của mình, giữ thân hoàn toàn trong sạch, biết rõ tất cả mọi vật nơi thế gian này đều hư hoại. Giả sử ca nhạc mà mọi người không ưa thích, không cho đó là vui, thì người ca hát ấy rất xấu hổ. Còn như mọi người mê sa ưa thích, thì đến khi bệnh hoạn mới thấy buồn khổ. Lúc ăn ổn trong mỗi vạn sự, thì không chịu lo nghĩ, rồi đời thân chuốc lấy bao thứ nghiệp tội, tai họa ứng theo không thể tránh khỏi. Thân như cái bình được vẽ vời bên ngoài, nhưng bên trong chứa đầy các thứ cấu uế, máu mủ hôi thối, giống như túi da chứa đầy các thứ bất tịnh, máu mủ hôi thối, giống như cái túi da chứa đầy đồ cấu uế. Con biết ở trong ngoài thân rồi đây sẽ hư hoại, vậy mà cứ luôn dùng nhan sắc phấn son để trang sức, tự cho mình là xinh đẹp không ai sánh bằng, không biết xem xét những thứ nhơ nhớp tiết ra từ chính lỗ. Hai người này bị quấn trong lưới tham ái thì làm sao có thể quán xét thân như huyễn, như hóa biến mất trong chốc lát. Chỉ có bậc đạo sĩ mới thấy rõ sự lầm của người thế tục. Những người thế tục chỉ luôn nghĩ đến bản thân, để ý những việc đối đấm và tranh cãi những việc không quan trọng, họa từ miệng mà ra, để đổi ngàn tay ương vạn tội lỗi, đã buộc trói lấy thân hoặc làm tổn hại nhau, giận dữ thành oán thù, tất cả đều do tâm gây ra để tranh giành lợi lạc. Hạ ngu si không biết cá nhân của đạo nghĩa, sự mê lòng của thế tục, giả nên già chết ùa đến không chút tự tại. Nhưng bậc nhân hiền trí thức mới có thể hiểu sâu về cuộc cải vô thường, nhanh như mưa gió ập đến, như ánh chớp, như mộng, như thường, như hiện hóa, như giận nắng. Khi vô thường để ai cũng lo buồn, giống như dây móc xích, đầu đuôi quấn dính với nhau, không thể xa lìa ngục sáu suy, sáu trần, năm ấm. Lại bất hiếu với sư phụ, tránh xa đạo tuệ, tham thân cốt nhục, nhâm dục không ngừng, tai mắt mũi miệng thân và tâm chỉ trong các tai họa, còn nhiều hơn cây cỏ mọc trong trời đất. Tâm gắn với ân ái đã rộng lại dài, dù như sông biển. Từ khi sinh ra cho đến già, trải qua bao nhiêu sự việc, tôi có dung mạo đẹp đẽ, nhưng quán xét thật kỹ chỉ là vô thường, khổ không, vô ngã. Thế mà ta lại mê lầm về nó. Do bị tà lợi mà chìm đắm nơi năm thứ âm thanh, dấu kín bên trong không thể thâu giữ, nên tâm không thể giữ tâm, nên cứ dông rủi khắp nơi, tạo ra những nghiệp thế tục. Mỗi một niệm trong thời khác, trong mỗi bước đi, không một chút an lành. Phải quyết chí điều phục tâm, diệt trừ các nguy hoạn, bằng không giống như trẻ con không phải phân biệt được tốt xấu, phân giữa uế tạp, cho nên phải siêng năng tinh tấn dứt bỏ điều xấu ác, không ích lợi thì mới lì bỏ các khổ não hữu bại để sinh và bệnh chết. Tự mình cần phải tư duy từ cõi trời tam thập tam vô tư tưởng, để ở trong cái nạn luân hồi để ba cõi. Người phát tâm học đạo để hiểu đạo không vững chắc, để lại tham quyến thân thể, để tâm ý tán loạn thì trở lại bị đọa trong xấu tình, cho nên nó phải tư duy thật kỹ, dù sống hay chết và chánh niệm đều không còn luân hồi. Người ham ưa sắc vị là không dứt được các tình, ngược lại còn sợ giới cấm, không diệt trừ các thứ nghi ngờ, luôn chạy theo những việc trước mắt, cho đó là thường còn, nên cứ mãi luân hồi trong năm đường để chịu quả báo. nên cắt bỏ sáu tình, diệt trừ năm ấm thì tu hành mới được an ổn. Nếu thấy những gì khiến khởi tâm ưa thích thì nên cảnh tỉnh, không tiếp nhận xấu nhập thì không lo sợ. Nếu không lo sợ tức là đã nhập vào đạo tràng, đến được cửa trí tuệ. Người tu học tâm còn do dự, không chuyên nhất, nửa tiếng nửa lui, cho nên bị mê lòng, cứ luân hồi mãi mãi. Giả dụ mà nói, trước đây từng là thủ án nhau, về sau hòa thuận đi đến thân mật. Trước đây là người dũng cảm, về sau thành kẻ nhút nhát, sợ hãi. Dù một lòng hướng đến đạo, nhưng nửa chừng đã phạm thì trở lại, rơi vào xấu nhập. Khi trở lại trong năm đường, thì chịu khổ não của sinh tử, ăn, khổ, uống độc, nhà nước lẫn nhau, không biết thân thích, không nhận ra tông môn. Tụi mình chẳng biết rõ, chỉ có Phật tánh, thánh, cao vời mới nhận thấy sự đau đớn của đám người bị lạc đường và rủ lòng từ bi hỷ xả, thương xót mọi loài. Vô số hữu tình không chịu hòa thuận, cứ ôm chặt theo kiến chấp của riêng của mình, không chịu chuyển đổi. Giả sử có một người, một lòng muốn được giải thoát thì phải tư duy cho kỹ, nhất tâm hành đạo, chớ cho thân tộc dòng họ nhà cửa của ta, chớ tham luyến ân ái. Phải biết tất cả những thứ ấy đều là vô thường, nhờ vay mượn mà có thân này, họ hợp với nhau nhưng rồi cũng phải biệt ly, đau buồn. Tất cả chỉ nhờ vào nhân duyên, nhưng rồi vạn vật đều hư hoại, không có cái gì đâu của ta. Nếu hiểu rõ tất cả là hư hoại thì mới có thể hóa độ muôn loài trong mười phương thiên hạ. Những người biết rõ nghiệp đạo nên ban cho không một nghi ngờ, nhưng có lòng sân giận sẽ bỏ tham ái và đoạn tận các nhân duyên. Đạo nhân quán sát được điều đó hay không? Bên trong phải tự quán sát thân mình, giống như mộng huyễn, giống như binh lính, dù có đông cả trăm vạn nhưng cũng đều nhờ cậy vậy danh tướng để diệt trừ quân địch. Đạo nhân điều phục tâm phải chế ngự tâm ý, tu hành theo chánh pháp, phụng hành thánh đạo, thực hiện giới cấm, giữ thân tâm được thanh tịnh, ban bố các ân đức, từ bỏ lòng kiêu mạn, sân giận, tránh xa kiện tụng tranh cãi, phải chuyên tinh hành đạo, không bị chướng ngại, phải quyết đi đúng quy củ. Giống như danh tướng thống lãnh quân binh, trước tiên tự sửa tâm mình cho chánh trực. Nếu là việc làm mà tâm ý đều chánh trực thì không bị thua, nếu không bị thua thì bạn bè không lìa bỏ và trở nên hùng mạnh không ai bằng. Lúc đó mới biết sự tôn quý của đạo. Giống như việc làm của người thế gian khác nhau, người thì thờ thiên thần, đất, nước, lửa, gió, mặt trời, mặt trăng, sông, núi, quỷ thần, nhưng hoàn toàn không có lợi ích, cho nên cứ quay tròn trong đường sinh tử, không làm sao thoát khỏi màn lưới của lao ngục. Họ chỉ mong muốn được sống lâu, vui chơi, buông lung, dù sống đến trăm tuổi, ngàn tuổi thì có gì đáng nói. Hội họp rồi tất có chia ly, ta hành đạo một ngày có giá trị còn hơn là sống trăm năm mà không nghĩ đến vô thường, ngược lại còn nặng trĩu tham ái. Nói có cha mẹ, anh em thân tộc nội ngoại, nhưng đến khi bệnh tật ập tới, nằm liệt trên giường, dù thân quyến có hiểu biết hay không, hay muốn gánh lấy cái đau khổ ấy cũng không thể được. Chỉ có người bệnh mới thấy rõ nỗi khổ đó thôi. Thân thích năm dòng, nói là lợi ích nhưng thường ràng buộc, với bao người phải chịu khổ cực. Họ muốn sống tùy thời, cấp cho đủ, rồi chìm đắm trong tham lam, từ trói từ hại, lo nghĩ về dòng họ, gây trở ngại về phải bỏ việc hành thiện, làm loạn đạo tâm. Để khi già bệnh chết thì thiện ác, khổ vui riêng mình gánh lấy, không ai thay thế được. Những ai chưa hiểu đạo đều có tâm niệm này nên không bố thí. Người giữ đạo tạo đức, hay bố thí trên đời này, đời sau luôn được an ổn, làm hành trang cho sinh tử, là đời được giàu sang, xe cộ, do ngựa, nhà cửa, vàng bạc, dù không thể nói hết. Cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè đều nhờ đó mà được an vui. Ai bố thí mà người bên cạnh hoan hỷ giúp đỡ thì người giúp đỡ ấy được phước đức vô lượng. Huống chi là người chủ tự thấy mình đem cho, đời sau sinh ra chỗ nào cũng được phước báo như bóng theo hình, như tiếng vang vọng lại. Không có ấm cái thì gọi là nê hoàng ấy là nơi không có năm ấm, mặt trời, trăng sao, gió, mưa, sáng, tối, bất hư, bất thực. Không có năm tháng, không già bệnh chết, không có ảnh hưởng của tiếng vang, không trở lại thân năm ấm này nữa. Do hợp với đạo nên sống lâu, an ổn và mãi trường tồn, hưởng diệu là không lường. Điều này người đời không thể tường tận được, chỉ có những người có trí tuệ mới hiểu rõ mà thôi. Một cách khác là có thể thành Phật. Đạo của bậc chân nhân thì cả buổi tối không chịu thực hành, chỉ nghĩ đến thân thể, để rồi phải chịu nghiệp già bệnh chết, đau đớn, với bao nhiêu là thống khổ. Giống như ta gieo trồng ngũ cốc rồi là ăn chúng, thiên ác cũng như vậy, đều do mình tạo ra, nhận lấy. Vốn đã gieo trồng khổ não, đã không biết sợ, nhưng là không sợ già bệnh chết, thứ bốn đại không thể tránh khỏi nạn ấy. Nước lửa, gia cướp, oan gia, chủ nợ, quan quyền, tất cả việc ấy đều phải sợ, Con biết khổ ấy vốn do đâu sinh, ngược lại còn tham dục. Con người sống trên đời luôn tạo ra sầu ưu, đâu phải do trời đem đến. Chẳng phải đạo khiến như thế, tất cả đều do đời trước mình tạo ra, các nghiệp đến bây giờ tự mình gánh lấy. Người học đạo muốn cầu giải thoát rất dễ, không khó, cũng không khổ cực. Chỉ có điều là tâm ý phải tinh tấn, chuyên tâm cầu đạo, tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật, điều phục tâm một cách mạnh mẽ để được trí tuệ sáng suốt như quả báo tốt đẹp. Giống như sư tử ra oai thì các loài thú khác đều phải hàng phục. Vì như người đời không hiểu biết khổ là khổ, như con heo ở trong chuồng đầy phân nhơ hôi thối, nhưng nó đâu biết hôi thối, là như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Hạ ngu si sằng bậy, cứ chạy theo chỗ ham thích của tâm. Nếu thấy tà dâm đó là lao thân và ngục ái, tham đắm sinh tử mà không biết khổ não trong sinh tử, tự cho là thỏa mãn vui thích bậc nhất, dù có thông suốt thiên văn địa lý nhưng không rõ hết sự thật về sự biểu hiện của mặt trời, mặt trăng, trời đất, mà lại cầu số thuật trường sinh bất tử, chỉ ham những việc rối rắm, tranh nhau xưng là tôn quý, tham đắm vinh hiển, danh tiếng, kiêu sa phóng dật, bốn bao kẻ hàng phục mình. Ra oai với trời đất nhằm khiến mọi người sợ hãi mà kính thờ, tự cho là đầy đủ nhất đương thời. Đức Phật thấy mua ngàn sự ngu tốt của chúng sinh nên dùng chánh pháp để hóa độ. Những điều mà tiên thánh từ bỏ thì người đời thương tiếc cầu lợi, muốn được càng nhiều, muốn được khoan lạc giàu có, nắm dục tràn đầy, mãi mê theo đường tục không thể nào ra khỏi. Giống như bị tù trong lao ngục, bị gông cùng trong ngũ mộc thì làm sao mà tự mình có thể thoát được. Khổ thay hàng người ấy cứ luân hồi trong sinh tử, như bánh xe lăn vô cùng cực khổ không dừng nghỉ. Ai muốn trừ bỏ các dục thì giống như mở cửa ngục, như chim thoát khỏi lưới. Người học đạo cứ quyến luyến thân thuộc vợ con, cho nên nó tự mình luôn mê muội, không đặt đến đê hoàng. Các vị đến trong pháp hội nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy đều nhất tâm rời tục, sẽ lìa sẽ đắm chấp, liền dũng mạnh tinh tấn làm lễ lui ra. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.